Chào anh em nhé. Tối ra không gió. Quay cho anh em ngắm nan tí. Lâu lắm rồi không quay. Này tưới lan này phát hiện cái giò này lở. Để ở cuối vườn. Tí nữa thì lãng quên. Em ngắm bông này, chắc là bông này thì nhiều người biết nhưng cũng nhiều người thì chưa biết. Tối quay nên nét hơi khó. Lan này vừa là lan vừa là một vị thuốc nhé. Nghệ tâm đấy, nghệ tâm một vị thuốc khá là quý hiếm này. Nghe nói vậy nên là chữa được những cái gì, nhưng mà đây là một cái thảo dược thì quý đấy. Trong tài liệu về thuốc thang nghệ tâm là thuốc kỳ quan trọng, chữa được nhiều bệnh có liên quan. Hoa thì đẹp, nan nghệ tâm nhé mọi người nhé. Tối không gió quay cho anh em bác xem kiếm rừng này. Cho mọi người xem cây mai chiếu thủy nhé, đang nở hoa rất thơm, đêm hoa nở rất thơm nhé. Mai chiếu thủy hoa lên dàn cho mọi người thăm nan của em tí nhé. Năm vừa rồi nan ho bệnh tật nhiều quá, ốm nhiều, bây giờ nó mới mầm gốc, mầm gốc khi 52 nhé. Mầm gốc bên kia là một cái mầm, còn bên này là hai cái. Và khi điệp phú thọ thân thủ này thì năm nay nó ốm, nhưng bây giờ nó vẫn lên được ba cái mầm gốc. Cái dài bây giờ được 20 cm, cái ngắn cái dài hơn 20 cm, cái ngắn được 20 cm, cái này mới lên được 5 cm, được có một cái thân già thôi. Cái bên đây dài nút thuốc. Năm nay có ra hoa không? Năm nay không kích, kích muộn. Đây cũng có cây thì bây giờ nhúng một gốc, cũng có cây thì nên, nhưng cũng có cây thì nhúng bé tí. Giò thì mầm gốc khá dài to, nhưng những con giò thì đi bét.
mùa này là mùa mầm gốc, nhưng mà mầm gốc của nhà em xấu nên muộn không đẹp. Này vừa rồi vừa lấy một cái kỳ này đang sưng mắt rồi, đang sưng mắt đang lên rồi. Giới thiệu với đây là khi gọi là khi bông như nguyệt nhé. Mọi người vào tra bông như nguyệt xem có đẹp không. Đấy, đang gọi là đang sưng mắt rồi, mới lấy về chắc được độ tuần nay. Nói chung là vườn của em là chưa có gì, vẫn bình thường lắm, không có hàng tiền tỷ. Đây còn cái này, mọi người xem đây là hàng gì này. Bạch tuyết đấy, trông có giống bạch tuyết không mọi người. Đang tét hoa này, đang tét hoa đầu ngọn nhá, xanh nét, mầm gốc xanh nét nhé, không có một gợn nào nhé. Nhìn cổ lá xanh nét là nẹt, tất cả đều xanh nét. Em đang bắt bạch tuyết đấy. Rồi quay sơ qua cho anh em thăm tí, chẳng có gì cả. À đây còn giới thiệu lại cho anh em xem lại cây mít Tuyên Quang này, siêu cánh bầu ấy. Xem trong video của em là cái giò năm ngoái lở hoa này, gọi là mít Tuyên Quang siêu cánh bầu đây. Hôm nay nó có một cái thân hoa dài lắm, to lắm này, to lù lù này, nói chung là to hơn ngón tay thường và bé hơn ngón tay cái nhé. Có thể nó đạt khi tầm độ 20. Mai hy vọng lại được xem hoa nữa. Thân này nó này dài lắm, thân này mà ra hoa nó này. Và các bác ngắm khiếp luôn. Thân hoa này nó dài độ mét. Thôi quay ít cho anh em chiêm ngưỡng. Chẳng có gì, tối này khó nhìn lắm. Chào và hẹn gặp lại anh em các bác video sau nhé.